Hôm nay chúng ta bước vào một bài tập giãn mềm toàn thân. Từ đây mình đưa hai tay xuống mông, vén hai thịt ngồi sang hai bên. Từ từ thả lỏng hai tay đặt lên gối. Thả mềm hai vai, thả lỏng các đốt sống vùng cổ, lưng và hông. Từ từ đưa ý thức về hơi thở, đưa hơi thở về vùng cột sống. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu, vươn dài các đốt sống lưng lên. Mềm mại thở ra thật chậm, thả mềm các đốt sống. Lần hai, hít thật sâu và mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Lần ba, hít thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Lần bốn, hít thật sâu và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm, thư giãn và thả lỏng. Tiếp tục đưa ý thức và hơi thở về vùng ngực, hơi ôm nhẹ bụng lại. Hít thật sâu, quan sát khung sườn nở ra tứ phía. Từ từ thở ra thật chậm, nhả hết cặn khí từ đáy phổi ra bên ngoài. Lần hai, hít thật sâu và mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Lần ba, hít sâu và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Một lần nữa, hít thật sâu, thư giãn, thở ra thật chậm, thật chậm, thả lỏng. Tiếp tục đưa ý thức và hơi thở về vùng chóp mũi. Quan sát hơi thở đang được vào, ra qua mũi. Cảm nhận từng nhịp hít vào và thở ra. Hít sâu và thở chậm. Hít nhẹ và thở thật êm. Cứ như vậy, sau mỗi nhịp thở, hãy cho phép mình được thả lỏng nhiều hơn nữa, thư giãn. Từ từ đưa ý thức quay trở lại nơi đây. Cảm nhận sự xuất hiện của bạn trong không gian này. Tập trung đưa ý thức vào buổi học. Để buổi học được sẵn sàng, mời bạn chắp tay trước ngực, xoa nóng bàn tay. Xoa thật nóng lên. Tác ý vào bàn tay, xoa thật nóng lên nào. Nóng thêm chút nữa,
Rồi từ đây đưa hai tay áp vào vùng mắt, dày nhẹ vùng mắt. Và day ngược lại. Từ từ khẽ mở đôi mắt, tay đưa ra xa, mắt nhìn theo tay. Hai tay chắp lại, ngón cái chạm trước ấn đường. Từ từ hạ xuống ngực, cúi đầu xuống và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Thẳng lưng, hít thật sâu, vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể, đẩy ngực, nâng cằm, thở ra khép cằm, chìm sâu vai, mềm gáy cổ, thư giãn và tha lỏng. Lần hai, hít thật sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Lần ba, hít thật sâu, từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Hai lần nữa, hít sâu, nhẹ nhàng thở ra thật chậm, thật chậm. Một lần nữa, hít sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Rồi từ đây, hít vào đưa hai tay chắp trước ngực, vươn cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Thở ra tách tay phải, đưa sang bên phải, nghiêng người sang phải, ghì mông đùi trái xuống thảm. Xoay cánh tay phải thu về cùng tay trái. Tiếp tục hít vào vươn cao qua đầu. Thở ra mềm vai và trỏ. Vươn cánh tay trái sang trái, nghiêng người sang trái. Nhấn mông đùi phải xuống thảm. Xoay cánh tay trái hít vào thu tay trái trở về cùng tay phải. Mềm hai vai. Thở ra tay phải đưa sang bên trái tay trái. Tay phải đưa sang bên phải, tay trái đưa sang bên trái, lật ngửa bàn tay trái. Nghiêng thật sâu người sang phải. Hít thật sâu, hai tay thu về giữa. Thở ra tay trái ngửa sang trái. Tay phải đưa sang phải, nghiêng sâu người sang trái, xoắn cánh tay. Hít thật sâu, xoay hai tay, chắp vào giữa. Thở ra tiếp tục, nghiêng người sang phải, sang phải, tay trái sang trái, ngửa bàn tay, nghiêng sâu người sang phải, mềm vai trái, giãn hông lưng và eo lườn trái. Hít thật sâu, hai tay chắp trước ngực, thân người về giữa. Thở ra, đổi bên, đưa tay trái qua trái, tay phải qua trái, phải, nghiêng sâu sâu sang trái. Giãn sâu vùng eo lườn phải, hông, lưng. Hít vào hai tay chắp phía trước, đan tay vào nhau. Thở ra lật ngửa bàn tay hướng lên bầu trời. Thở hết ra, đẩy hai tay ra phía sau. Mềm hai vai và trỏ xuống. Đặt tay phía sau đầu, hít vào đẩy căng lồng ngực lên. Thở ra khép cằm thu về cổ, hai trỏ khép ồn vào đường giữa. Thẳng lưng, vai, quan sát hai vùng bả vai, hai vùng lưng trên, trái, phải, căng giãn, gáy, cổ, căng giãn. Hít vào từ từ mở trỏ đẩy ngực nâng cằm. Và thở ra, hai trỏ khép lại, đóng khung sườn, khép sâu cằm, rút rốn. Lần ba, hít thật sâu. Mở trỏ đẩy ngực nâng cằm. Và thở ra thật chậm, khép cằm, khép trỏ, đóng khung sườn, rút rốn sâu. Một lần nữa, hít thật sâu. Và mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Rồi từ đây, hít vào mở hai trỏ tay sang hai bên, thở ra nghiêng người qua bên trái, đẩy trỏ phải nâng lên. Đẩy trỏ phải ra phía sau đầu, kéo trỏ trái hướng xuống thảm,
quan sát sự căng giãn vùng vai và nách phải. Hít thật sâu, nâng thân người trở về thẳng. Thở ra, đổi bên, đẩy trỏ trái lên, khép trỏ phải, kéo sâu xuống. Quan sát sự căng giãn toàn bộ vai và nách trái. Hít thật sâu, trở về giữa. Thở ra, tách hai tay, thả lỏng đưa ra phía sau, đan tay vào nhau. Cuộn một vòng vai, hít sâu, đẩy thẳng cánh tay ra xa cột sống. Chìm sâu đầu vai, thở ra, gập thân người hướng xuống thảm. Quan sát sự giãn duỗi các đốt sống vùng hông, lưng dưới, lưng giữa. Đưa ý đẩy đầu vai ra sau, khép cằm, cảm nhận sự duỗi giãn sâu. Nắm chắc bàn tay, hít sâu duỗi thẳng lưng, nâng thân người trở lại. Thở ra tách hai tay đưa ra phía sau mông, hạ bàn tay xuống thảm. Hít vào đẩy căng lồng ngực, nâng hông, quan sát mặt xước thân người được kéo giãn. Từ từ thở ra, hạ mông trở về thảm. Từ đây, hít vào vươn hai cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Xoay người sang trái, thở ra tay phải cúi trái, tay trái phía sau, mở căng lồng ngực trái, mềm vai và trỏ phải. Quan sát cột sống đang được căng giãn và vặn xoắn. Hít vào một hơi thật sâu, từ từ xoay cằm sang bên phải, hất nhẹ cằm lên. Thở ra xoay cằm sang trái, hất lên. Hít hai sang phải, nâng lên. Và thở ra sang trái, lên nào. Hít ba sang phải, kéo xuống. Thở ra sang trái, xuống sâu, quan sát gáy cổ và chéo cổ. Một lần nữa hít vào sang phải, kéo sâu xuống. Và thở ra sang trái, kéo sâu xuống nào. Rồi từ đây, hít vào xoay thân người trở lại, vươn hai tay, nâng lên. Xoay người sang phải, thở ra tay trái gối phải, tay phải phía sau, mở căng lồng ngực phải. Mềm sâu vai và trỏ phải. Hít thật sâu, xoay cằm sang trái, hất nhẹ lên. Thở ra sang phải, hướng lên. Hít hai sang trái, nâng lên. Và thở ra sang phải, nâng lên. Chú ý đưa cằm về phía trước. Hai lần nữa, hít vào sang trái, kéo xuống. Thở ra sang phải, xuống sâu. Một lần nữa hít sâu sang trái, kéo xuống. Quan sát sự di chuyển cùng nhịp thở. Thở ra sang phải, kéo sâu. Thư giãn. Từ đây, hít vào xoay thân người trở lại, vươn hai tay, nâng lên. Thở ra hai tay đặt lên gối. Chúng ta xoay tròn hông từ phải sang trái 5 vòng. 1 2 3 4 5 và xoay ngược lại 5 vòng. 5 4 3 2 1 đưa lưng trở về thẳng, hai bàn chân áp sát. Hai tay đan vào nhau ôm bàn chân, kéo gót về khớp háng, duỗi đẩy thẳng cột sống, hít vào vươn dài lưng lên. Thở ra mềm vai, mềm gối, gập sâu thân người hướng xuống thảm. Quan sát sự căng giãn toàn bộ vùng chậu, khớp háng và đùi trong hai chân. Khép cằm lại, hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu duỗi ngực, từ từ nâng thân người trở lại. Hai tay đặt lên gối, thở ra. Mềm hai gối, gập sâu thân người hướng xuống thảm. Quan sát sự căng giãn sâu. Khép cằm lại.
hít thở đều và giữ ở điểm tăng nhất. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu, từ từ bạn nâng thân người trở lại. Thở ra, nâng hai gối lên, tách hai bàn chân sang hai bên. Hai tay đưa sang ngang, hít vào đẩy căng lồng ngực. Thở ra, hai gối sang trái, xoay người sang bên phải. Tiếp tục cuộn mông xuống thảm, đẩy căng lồng ngực phải lên. Hít vào, nâng thân người về giữa, hai chân về giữa. Thở ra, đổi bên. Tiếp tục cuộn mông xuống thảm, đẩy căng lồng ngực trái lên. Hít thật sâu, trở về giữa. Thở ra, đổi bên một lần nữa. Tiếp tục cuộn mông, đẩy căng lồng ngực phải. Hít thở đều bạn giữ ở đây. Bài tập này tuy giãn nhưng sẽ tạo cho mình cái dáng rất là đẹp. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu, trở về. Thở ra, đổi bên. Cuộn xương cụt hướng xuống thảm, đẩy căng lồng ngực trái lên. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu trở về giữa. Thở ra, duỗi hai chân. Rũ nhẹ khớp gối. Chị Lan mà đi chạy, những cái bài này là không được bỏ qua. Bài này cực kỳ tốt cho kể cả trước khi tập. Rồi, hít vào duỗi mũi chân. Thở ra đạp căng gót, nó không bị chuột rút. Đạp gót thì đưa ý về gót, nhưng xong đẩy nó ra thì nó khác hẳn. Hít hai và thở ra. Hít ba và thở nào. Hít bốn và thở. Hít năm và thở. Rồi hạ gót chân xuống, gập các ngón chân xuống thảm, thả lỏng, gập, thả, gập, thả, gập, thả, gập, thả, gập, thả, gập, thả và xoay cổ chân. Khi mà chạy nhớ là phải bổ sung thêm canxi và nước, vì khi mà cái khớp nó chạy hay là vận động nhiều hơn ấy, chúng ta không có canxi là nó cũng ví dụ bị cơ thể thiếu ấy, là nó sẽ rút từ xương ra. Nên là dễ bị đau khớp, đau người, xoay ngược lại. Đó, nên là những cái thời gian mà luyện tập để đi thi đấu ấy, là bao giờ em cũng bổ sung cái dưỡng chất gấp đôi luôn. Trước khi vận động là cũng phải bổ sung protein. Sau đấy khoảng 30 phút đến 40 phút thì bắt đầu mới luyện tập. Sau đấy thì chúng ta duỗi chân trái, áp lòng vào chân phải và bắp đùi trong chân trái. Sau đấy sau luyện tập cũng phải bổ sung nữa. Đó, thẳng lưng. Đạp gót chân trái ra, hai tay sang ngang, hít vào bạn vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Thở ra, gập sâu thân người tại khớp háng. Hai tay có thể nắm lấy cổ chân trái, có thể nắm lấy bắp chân, mềm vai và trỏ, khép cằm thu về cổ, duỗi ngực về phía trước, thả mềm toàn bộ vùng hông, lưng, vai. Quan sát toàn bộ bắp đùi sau chân trái, gần kheo chân trái, đùi sau chân trái được căng giãn, mềm hông, lưng và vai. Từ đây, hít thật sâu duỗi ngực. Mềm mại thở ra, thả lỏng toàn bộ các đốt sống, quan sát thân người tiến gần về thảm. Lần hai, hít sâu. Và từ từ thở ra thật chậm. Thật chậm. Lần ba, hít thật sâu. Và mềm mại thở ra thật chậm. Thật chậm. Lần bốn, hít sâu. Từ từ thở ra thật chậm. Thật chậm. Từ đây, hít vào duỗi ngực, nâng thân người trở lại. Thở ra, thả lỏng hai tay. Hít sâu, vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Thở ra, hạ tay trái sang đầu gối phải, mềm trỏ trái, vươn dài cánh tay phải, áp tay, nghiêng sâu người. Hạ mềm vai xuống, tay phải có thể nắm lấy bàn chân trái, đẩy căng đầu vai phải lên và trỏ phải lên.
quan sát sự căng giãn sâu, hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Xoay vai phải, hít vào, vươn hai tay, nâng lên. Xoay vai phải, thở ra đặt tay phải sau mông phải. Úp bàn chân trái xuống thảm, hít vào xoay vai trái đẩy hông, nâng toàn bộ thân người vươn lên. Quan sát sự căng giãn toàn thân, xoay vai trái thở ra hạ mông trở về thảm. Hít thật sâu, vươn hai cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Thở ra gập sâu thân người hướng xuống thảm, quan sát biên độ, quan sát sự giãn duỗi. Hít vào thật sâu, bạn duỗi ngực về phía trước. Thở ra thảm mềm xuống, tốt. Và lần này, hít sâu bạn duỗi cánh tay nâng thân người vươn lên. Xoay người sang phải, thở ra tay trái gối phải, vươn dài cánh tay phải áp tay. Quan sát biên độ căng giãn, quan sát sự mềm mại của toàn thân. Xoay cánh tay phải, hít sâu, bạn vươn hai tay, nâng lên. Thở ra hạ tay phải xuống sau mông phải, xoay mũi chân, úp xuống thảm, hít vào lướt tay trái đẩy hông, nâng lên. Thở ra xoay vai, hạ mông trở về thảm. Hít thật sâu, vươn hai cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Gập sâu thân người xuống chân trái, thở ra duỗi giãn. Quan sát sự mềm mại. Hít sâu duỗi ngực về phía trước, thở ra mềm vai, hông, lưng. Hít vào duỗi dài cột sống, nâng hai tay và thân người vươn lên. Xoay người sang phải, thở ra tay trái gối phải, đưa tay phải vươn dài áp tay, quan sát sự giãn sâu. Xoay vai phải, hít vào vươn hai tay, nâng thân người lên. Tay phải đặt sau mông phải, úp chân trái, xoay vai trái, thở ra lướt toàn bộ thân người, đẩy hông lên nọ. Một lần nữa hít sâu, xoay vai trái, hạ mông trở về thảm. Thở ra thả lỏng, hít vào vươn cánh tay, nâng cao lên nọ. Thở ra gập sâu thân người, hướng xuống thảm, quan sát biên độ lần này. Cảm nhận sự căng căng giãn giãn, mềm mại toàn thân. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu duỗi ngực, vươn thân người nâng lên. Xoay người sang phải, thở ra tay trái gối phải, tay phải phía sau. Thở hết ra vươn dài cánh tay phải, áp tay, quan sát sự giãn sâu. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Xoay cánh tay phải, hít vào vươn hai tay, nâng lên. Hạ tay phải sau mông phải, úp chân trái. Thở ra đẩy hông lướt thân người lên nào, hơi thở đảo chiều. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu xoay vai trái, hạ mông trở về thảm. Thở ra xoay người sang bên trái, tay phải gối trái, tay trái phía sau, đẩy thẳng lưng, ghì đùi phải xuống, mềm hai vai, hạ chìm hông, quận mềm mông xuống. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Xoay thân người trở lại, hít sâu vươn hai cánh tay nâng lên. Thở ra thả lỏng hai tay buông xuôi theo thân. Chúng ta duỗi gối phải, rồi đổi chân, chân trái áp vào bắp đùi trong chân phải, đạp gót chân phải ra, dựng cổ chân. Hai tay dang ngang, hít vào, vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể lên nào. Thở ra gập sâu thân người tại khớp háng, duỗi dài cột sống, rung đẩy từ lưng dưới cho cái lưng đỡ gù. Nếu cái lưng nó gù như này thì mình không cần hạ sâu, mình chỉ cần duỗi cái ngực ra. Đúng rồi. Khép cằm thu về cổ, có thể nhấc cái mông lên, sau đó hạ mềm xuống, từ từ mềm hơn nữa. Quan sát toàn bộ đùi sau chân phải, gân kheo, gân asin và bắp chân bên phải được căng giãn. Hít thật sâu, duỗi ngực về phía trước. Từ từ thở ra thật chậm, hạ mềm thân người hướng xuống thảm.
lần hai, hít sâu và thở ra thật chậm, thật chậm. Lần ba, hít sâu, từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Một lần nữa, hít sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Từ đây, hít vào bạn duỗi ngực, vươn hai tay nâng thân người vươn lên, xoay người sang trái, thở ra tay phải gối trái, vươn dài cánh tay trái áp tay, hạ mềm thân người xuống, tay trái có thể nắm lấy chân bên phải, quan sát đẩy vai ngực trái lên, cảm nhận hông lưng và eo lườn giãn sâu. Xoay cánh tay trái, hít vào bạn vươn hai tay, nâng lên. Thở ra đặt tay trái phía sau mông trái, úp mũi chân phải. Hít vào lướt tay phải, đẩy hông, nâng thân người, vươn lên. Quan sát sự căng giãn toàn thân. Xoay vai phải, thở ra hạ mông trở về thảm. Hít vào vươn hai tay, nâng thân người, vươn lên. Thở ra gập sâu thân người xuống chân phải. Đẩy hông ra sau, duỗi ngực về phía trước. Hít thật sâu, duỗi ngực, thở ra hạ mềm hông, lưng, vai. Hít vào vươn dài thân người, nâng cánh tay vươn lên. Xoay người sang trái, thở ra tay phải gối trái. Vươn dài cánh tay trái, áp tay, đạp căng gót chân phải. Quan sát sự mềm mại của toàn thân. Xoay cánh tay trái, hít vào bạn vươn hai tay, nâng lên. Hạ tay trái phía sau mông trái, úp mũi chân phải, xoay vai phải, thở ra đẩy hông, lướt toàn bộ thân người lên nào, căng giãn sâu hơn. Hít thật sâu, hạ mông trở về thảm, thở ra thả lỏng hai tay, thẳng lưng. Hít vào vươn cánh tay cao qua đầu, thở ra gập sâu thân người hướng xuống thảm, duỗi dài cột sống, quan sát sự giãn duỗi, thật chậm. Hít sâu duỗi ngực, vươn cằm, thở ra gập sâu thân người hướng xuống thảm. Từ đây, hít vào vươn dài, hai tay nâng thân người vươn lên. Xoay người sang trái, thở ra tay phải gối trái, vươn dài cánh tay trái áp tay. Quan sát sự căng giãn sâu, tay trái có thể nắm lấy bàn chân phải, có thể không tới, có thể tới. Chú ý dựng cổ chân phải, xoay cánh tay trái, hít vào bạn vươn hai tay, nâng thân người lên. Hạ tay trái phía sau mông trái, úp bàn chân phải, xoay vai phải, thở ra lướt toàn bộ thân người lên nào. Hít thật sâu, xoay vai, hạ mông trở về thảm, thở ra thả lỏng tay. Hít vào, tiếp tục vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Thở ra gập sâu thân người hướng xuống thảm, duỗi dài các đốt sống. Chị Hồng đẩy cái lưng giữa lên một tí như này cho đỡ bị gù. Thở hết ra, gập sâu thân người xuống thảm. Hít sâu duỗi ngực, vươn dài cột sống. Thở ra mềm chân, mềm gối và đùi, nhìn mềm hơn vùng lưng. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu, duỗi ngực. Nâng thân người, vươn hai tay nâng lên. Xoay người sang trái, thở ra tay phải gối trái. Vươn dài cánh tay trái, áp tay. Ôi đầy căng lồng ngực trái lên. Hít thở đều bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Xoay vai trái, hít sâu vươn hai tay, nâng thân người vươn lên. Tay trái đặt phía sau mông trái, thở ra úp mũi chân phải, xoay vai đẩy hông lướt thân người lên nào. Hít thở đều bạn giữ ở đây, đẩy cái hông căng về phía trước cho cái gối nó vuông góc chị Hồng. Cái hông đang ở đây này, đẩy lên đây. 5, 4, 3, 2, 1. Xoay vai, hít sâu hạ mông trở về thảm, thở ra thu chân phải về. Chúng ta trở về trong tư thế cái bàn, tay rộng bằng vai, chân rộng bằng hông.
duỗi mềm hai mũi chân bám xuống thảm. Từ đây, nhấn một lực từ bàn tay, đẩy lên vai. Từ lực ở vai, đẩy xuống hông. Quan sát cột sống được giãn duỗi. Hít thật sâu, quận xương cụt lên, trũng nhẹ thắt lưng. Mềm vai duỗi ngực, ghì vai xa tay. Thở ra thật chậm, quận đỉnh mông xuống thảm. Quận tròn các đốt sống, đẩy gù lưng, thả lỏng đỉnh đầu. Lần hai, hít thật sâu. Và mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Lần ba, hít thật sâu. Và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Thư giãn và thả lỏng từng đốt sống. Lần bốn, hít thật sâu. Và mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Rồi từ đây, hít vào đưa lưng trở về thẳng trong thế trung lập. Thở ra duỗi gối chân phải, đạp căng gót chân ra. Thở hết ra gập gối phải, nâng gối phải lên, nhấn lực về tay phải, hít thật sâu. Đẩy gối phải lên, thở ra tạt chân phải qua bên trái, tạt chân trái qua bên trái. Rồi đẩy hông, nâng lên chống hai ức bàn chân, quan sát đùi và háng hông căng giãn. Quan sát đùi trước, chân trái căng giãn, xoay vai phải, hít vào hạ bàn tay trở về thảm, thu chân phải về, thở ra thu chân trái về. Từ đây, nhấn lực về bàn tay, lên vai. Hít thật sâu, duỗi gối chân trái, đạp căng gót có thể chống ức bàn chân phải. Thở ra gập gối trái, đẩy gối trái căng lên. Hít sâu, nhấn lực về tay trái, đẩy lên vai. Thở ra xoay chân sang bên phải, chống hai ức bàn chân. Hít vào lướt cánh tay trái lên, thở ra đẩy hông, vươn dài cánh tay trái, áp tai giãn sâu vào vùng cột sống, giãn sâu vào thân người. Xoay vai trái, hít sâu, hạ bàn tay trở về thảm, xoay hai chân, thở ra thu chân trở về. Thở hết ra nhấn lực về bàn tay, nâng gối, đẩy mông, hướng lên bầu trời trong tư thế về ngược. Chúng ta đi bộ tại chỗ, hạ mềm từng bót, từng gót chân xuống thảm, nhả mềm từng vai. Đi bộ thả lỏng cổ gáy, xoay cằm sang trái và sang phải, nhả vai sâu hơn, thư giãn và thả lỏng toàn bộ mặt sau thân người. Sau một vài nhịp đi bộ, từ đây nhẹ nhàng hít sâu kiếng gót chân, lướt chân trái nâng lên. Thở ra bước chân trái về cạnh ngoài tay trái. Nhấn lực về tay phải, hít thật sâu lướt cánh tay trái nâng lên. Mở căng lồng ngực trái, hạ mềm khắp háng phải. Quan sát sự giãn, thở ra úp bàn tay trái luồn sâu qua nách vai, nâng hông, giãn căng và sâu, duỗi dài hạ hông xuống chị Lan. Đúng rồi, hít vào lướt tay trái nâng lên, mở căng lồng ngực trái, hạ mềm khắp háng phải. Thở ra luồn tay trái qua nách phải, đạp căng gót chân phải duỗi hông. Lần ba, hít sâu mở căng bàn tay và mở ngực trái ra nào, mềm háng phải. Thở ra nâng hông, luồn tay trái qua nách phải, đạp gót chân trái chân phải ra phía sau để giãn hông. Một lần nữa hít sâu lướt tay trái, mở ngực trái lên nào. Và thở ra luồn sâu qua nách, đạp gót chân phải ra. Từ đây hít vào hạ tay trái trở về thảm. Thở ra hạ gối phải xuống thảm, duỗi mũi chân phải, duỗi gối trái, đẩy hông ra phía sau, mềm vai và trò tay, quận xương cụt hướng lên bầu trời. Đưa ý và khí về cột sống, đặc biệt là vùng xương cùng cụt. Nhẹ nhàng hít thật sâu, quận nhẹ xương cụt, đẩy khí về đáy cụt. Thở ra nhả mềm vai, ai đó có thể hạ mềm trỏ tay, thư giãn và thả lỏng cho cánh tay.
quan sát sự căng căng giãn giãn toàn bộ vùng lưng dưới, lưng giữa, lưng trên, đặc biệt đùi sau và gân kheo bên trái. Lần hai, hít thật sâu. Ai đó có thể hạ trỏ tay được. Và mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Lần ba, hít sâu, quặn xương cụt lên nào, rất tốt. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Một nhịp thở nữa, hít sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Từ đây, hít vào đẩy thân người về phía trước, vai thẳng hàng cổ tay, chống ức bàn chân phải, nâng gối phải, đạp căng gót chân phải, thở ra bước chân trái trở về sau, cùng chân phải đẩy mông hướng lên bầu trời. Nhấn lực từ bàn tay, đẩy lên vai, từ lực ở vai đẩy lên hông, kiễng gót chân, trùng gối đưa rốn về gần đùi. Quan sát sự căng giãn sâu. Đưa ý thức về chân phải, hít sâu lướt chân phải, nâng lên. Bước chân phải về cạnh ngoài tay phải, thở ra. Đạp căng gót chân trái, nhấn lực về tay trái, hít sâu lướt cánh tay phải, mở căng lồng ngực phải, hạ hông và khớp háng xuống nào. Thở ra luồn sâu tay phải qua nách trái, đạp căng gót chân trái ra phía sau, chú ý giữ lại gối phải. Hít vào lướt tay phải, nâng lên, mở căng lồng ngực phải, mềm háng, mềm gối. Thở ra luồn tay phải, nâng hông, đạp căng gót chân trái, gối phải đẩy về phía trước. Hít sâu lướt tay phải, nâng lên, mở căng lồng ngực, chìm háng xuống. Thở ra luồn phải qua nách trái, đạp căng gót chân, đẩy gối phải về phía trước. Một lần nữa, hít sâu lướt lên nào, mở ngực. Thở ra luồn sâu qua nách trái, đạp căng gót chân trái ra. Hít vào hạ bàn tay phải trở về thảm, thở ra hạ gối trái, duỗi mềm mũi chân trái. Duỗi gối chân phải, đẩy hông ra phía sau, mềm hai vai và trỏ tay. Đưa ý thức và hơi thở của bạn về vùng xương cụt, giảm áp lực cho cổ tay. Nhẹ nhàng hít thật sâu, quặn xương cụt hướng lên bầu trời. Thở ra nhả mềm tay vai, quan sát sự căng căng giãn giãn toàn bộ đùi sau chân phải, gân kheo và bắp chân bên phải. Lần hai, hít thật sâu. Và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Lần ba, hít sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Một lần nữa, hít sâu. Nhẹ nhàng thở ra thật chậm, thật chậm. Từ đây, hít vào đẩy chân phải về phía trước, vuông góc, chống ức bàn chân trái. Thở ra nâng gối trái, đạp căng gót chân, bước chân phải trở về sau cùng chân trái, đẩy mông hướng lên bầu trời trong tư thế về ngược. Thật chậm, hít sâu hạ mềm hai gối trở về thảm. Thở ra duỗi mềm hai mũi chân, kéo mông về gót chân, hạ mềm trán mũi hướng xuống thảm, duỗi dài các đốt sống nhà mềm hai vai. Hai tay đan vào nhau, xoay cổ tay. Và xoay ngược lại. Từ đây tách hai tay, tách rộng các ngón tay. Đưa ý thức về hơi thở, đưa hơi thở về vùng cột sống. Hít thật sâu, quan sát luồng sinh khí trải dài khắp các đốt sống. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Nhả mềm các đốt sống, thư giãn và thả lỏng giải cơ vùng lưng, hông. Lần hai, hít thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm,
thật chậm nhả mềm từng đốt sống vùng cổ, vai, hông, lưng và cánh tay. Lần ba, hít thật sâu và mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm nhả mềm từng đốt sống, thư giãn và thả lỏng. Từ đây hít thở điều hòa. Thu hai tay về gần gối, chống bàn tay, hít vào bạn nâng thân người trở lại. Thở ra, tiến thân về giữa thảm, tách rộng hai gối sang hai bên. Chúng ta trả cho phần vai. Hai tay, tay phải đưa ra phía sau, tay trái đặt lên đùi trái, đẩy vai ngực phải lên. Hít sâu, xoay vai trái, đẩy hông, lướt thân người, nâng lên. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1, thở ra, xoay vai, hạ mông trở về thảm. Tiếp tục hạ tay trái, tay phải đặt lên đùi phải. Hít vào đẩy căng lồng ngực trái. Xoay vai phải, thở ra đẩy hông, nâng thân người lên. Hít thở đều, bạn giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu, xoay vai, hạ mông trở về. Thở ra, hạ tay phải xuống, đẩy vai ngực. Hít vào, xoay vai trái, lướt, đẩy hông, nâng thân người lên. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Xoay vai, thở ra, hạ mông trở về thảm. Đổi bên một lần cuối. Hạ tay trái, hít sâu, đẩy căng vai ngực, nâng lên. Xoay vai phải, thở ra, đẩy hông, nâng lên nào. Hít thở đều, bạn giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu, xoay vai, hạ mông trở về thảm. Xoay thân người, thở ra, bạn hạ lưng trở về thảm. Co hai gối, hai chân mở rộng song song bằng hông. Hai tay úp xuống thảm, xuôi theo thân. Khép cằm thu về cổ, từ từ nhấc hai chân lên, trở về trong tư thế đạp xe. Hít vào, đạp căng gối, duỗi gối phải, căng gót chân, thu phải về, thở ra đùi trái, liên tục thư giãn và thả lỏng vùng bắp chân. Gót chân đạp, thu về, thả lỏng chậu, quan sát lưng giãn. 5, 4, 3, 2, chậm thôi dùng. 1, chúng ta đạp ngược lại. Quan sát sự di chuyển. Nếu như hôm nay chúng ta di chuyển mà không thấy tiếng kêu, mà mọi hôm có tiếng kêu, hôm nay không có tiếng kêu thì có nghĩa là cái phần khí nó không lọt được vào. Và chị cục cục thì là khô khớp, em cục. Thế thì nó bị khô khớp thì làm nào? Thì mình có thể bổ sung thêm glucosamine, rồi là ăn thêm các cái sụn vi cá mập đó. Rồi sau một vài nhịp chúng ta hạ chân xuống thảm, trở về trong tư thế cây cầu. Rồi nhấc cái hông lên, duỗi mềm cái lưng ra, hạ xuống thảm, trải rộng bàn tay, khép cằm lại. Hít thật sâu, cuộn xương cụt hướng về rốn, nâng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên lên và đẩy hông lên. Thở ra, khép cằm thu về cổ, hai tay đan vào nhau, duỗi thẳng cánh tay, lách vai trái vào trong, lách vai phải vào trong, đẩy hông. Ai cần căng giãn sâu hơn, kiễng gót chân tiến về mông, đẩy hông lên. Hít thở đều ở đây và giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Tách hai tay, hít sâu, hạ mềm bàn chân, hạ mềm hông lưng trở về thảm. Thở ra, duỗi gối chân phải, co gối trái, đan tay. Hai tay ôm lấy gối trái, thở hết ra, kéo gối hướng về ngực, khép cằm lại. Dựng cổ chân phải lên, mềm vai xuống, quan sát sự căng duỗi vùng lưng, vùng cơ gập hông chân phải. Từ đây, tách hai tay,
hít vào, bước chân trái qua cạnh ngoài gối phải, xoay người sang phải, thở ra, xoay cằm sang bên trái. Có thể nâng hông, đưa ra phía sau để tăng biên độ giãn mềm của cơ thể. Nếu cảm thấy cằm bị mỏi hoặc cổ bị mỏi, bạn có thể xoay cằm về vị trí bên phải hoặc bất kể vị trí nào bạn thấy thoải mái nhất. Thư giãn và thả lỏng vùng ngực, các đốt sống vùng lưng, hông và vai. Sau một vài nhịp thở, hít sâu, thu chân trái của bạn trở về thảm, duỗi gối trái, co gối phải, thở ra đan tay, kéo gối phải hướng về ngực, khép cằm thu về cổ, quận xương cột hướng xuống thảm, dựng cổ chân trái lên. Hít thật sâu, nới lỏng chân phải, thở ra bước chân phải về cạnh ngoài gối trái, tay trái đặt lên gối phải, xoay người sang trái, nâng hông đưa ra phía sau, có thể ngửa bàn tay phải, xoay cằm hướng vai phải. Quan sát sự duỗi giãn của vùng ngực, các đốt sống vùng lưng. Hít thở đều bạn giữ ở đây trong vài nhịp thở. Sau vài nhịp thở, hít sâu thu chân phải trở về, thở ra duỗi gối hai chân. Hai chân phía trong thảm, mũi chân ngoài thảm. Hai tay đưa xuống mông, vén hai thịt ngồi sang hai bên, nhấc lưng, duỗi dài và hạ mềm xuống, tách rộng hai bả vai, nâng cổ, duỗi dài gáy, hạ mềm xuống. Hai tay buông xuôi theo thân, ngửa bàn tay, trải rộng bàn tay, thả mềm vai và cánh tay. Hãy nằm xuống như một đứa trẻ ngủ trên giường, sau những giây phút đầy hoạt động. Cảm nhận các cơ đang được giãn mềm trên thảm. Tâm trí, hơi thở và cơ thể này đang được thả lỏng. Cảm nhận sự thả mềm từ trái tim, sự thả lỏng từ hai lá phổi, sự thư giãn và buông thư của toàn bộ cơ thể. Trong đôi mắt khép, cảm nhận thật sâu sự thư giãn mềm mại từ vùng đốt sống cổ gáy. Sự thư giãn và thả lỏng này lan tỏa xuống hai vai, trải dài xuống hai cánh tay, cẳng tay, bàn tay và từng đầu ngón tay. Sự thư giãn và thả lỏng này trải dài xuống các đốt sống vùng lưng, hông, hai bên đùi, hai bắp chân, bàn chân, lòng bàn chân, mu bàn chân, các ngón chân. Và tiếp tục, sự thả lỏng này đang đi từ cổ chân trải lên mặt trước của bắp chân, của khớp gối và mặt trước của hai đùi. Quan sát sự thả lỏng này trải dài đi qua vùng hông, lên vùng bụng và tràn vào các cơ quan nội tạng. Sự thả lỏng này lan tỏa lên vùng ngực, tràn lên hai vai và nối liền đi lên vùng cổ, gáy và tràn lên vùng đầu, lấp đầy xung quanh, trải dài xuống toàn bộ khuôn mặt, sự thả lỏng và thư giãn hoàn toàn. Cơ thể của bạn từ thân trên, thân giữa cho tới thân dưới, thả lỏng và thư giãn. Cơ thể của bạn thật nhẹ, thật nhẹ, cảm giác bồng bềnh như những chiếc lá
đang trôi trên mặt nước. Từ từ đưa ý thức quay trở lại nơi đây. Đánh thức từng giác quan trên cơ thể bạn. Cử động 10 đầu ngón chân, 10 đầu ngón tay. Nhẹ nhàng khẽ mở đôi mắt. Chớp mắt. Mở mắt. Chớp mắt. Mở mắt. Mắt nhìn lên trán, xuống mũi, lên trán, xuống mũi, lên trán, xuống mũi. Mắt nhìn sang trái, sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, sang phải. Mắt xoay 3 vòng từ phải sang trái. Ba vòng từ trái sang phải. Nghiêng đầu sang trái. Sang phải. Sang trái. Sang phải. Sang trái. Sang phải. Trở về giữa. Co hai gối lại. Hai lòng bàn tay đặt lên hai gối. Nhấc hai bàn chân lên. Dán thắt lưng xuống thảm. Tách rộng hai chân. Xoay tròn khớp háng. Một, xoay từ ngoài vào trong. Hoặc từ trong ra ngoài. Hai, 3, 4, 5, xoay ngược lại, 5, 4, 3, 2, 1. Từ đây hạ bàn chân xuống thảm, nghiêng người qua một bên, chống bàn tay, nâng thân người ngồi dậy, khép đôi chân trong tư thế ngồi xếp bằng. Hai tay chắp trước ngực, xoa nóng bàn tay. Xoa thật nóng lên. Tác ý vào bàn tay, xoa thật nóng lên nào. Nóng thêm chút nữa. Hai tay áp vào vùng mắt. Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay được truyền sâu vào hốc mắt. Biết ơn đôi mắt này đã giúp tôi nhìn được thế giới quan xung quanh và nhìn được những người tôi yêu thương nhất. Từ từ bạn khẽ mở đôi mắt, tay đưa ra xa, mắt nhìn theo tay. Hai tay chắp lại, ngón cái chạm trước ấn đường, nơi khai mở con mắt thứ ba, nơi khai mở ánh sáng của lòng từ bi, của trí tuệ, sức khỏe và sự minh mẫn. Từ từ bạn hạ tay hướng về ngực, nơi trái tim của bạn đang ngự trị, cúi đầu xuống, hướng ánh nhìn về trái tim yêu thương.
và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Cảm ơn lớp mình. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Tuệ Giang. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở phía tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.